Hi guys, welcome back to our channel. Our lesson today is Skills 1, Unit 5, Natural Wonders of Vietnam. Student book Global Success. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là phần kỹ năng số 1 trong bài 5 chủ đề Những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam. Sách tiếng Anh Global Success, alright? And today we are going to focus skill reading and skill speaking. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ tập trung về hai kỹ năng, đó là kỹ năng đọc và kỹ năng nói. Now, are you ready? Let's get started. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. 1. Before you read, look at the pictures below. Make predictions about the reading. Then read and check your ideas. Okay, number 1, before you read, look at the pictures below. Make predictions about the reading. Then read and check your ideas. Trước khi bạn đọc thì bạn sẽ nhìn vào những bức tranh bên dưới và làm một cái suy đoán về bài đọc. Sau đó thì chúng ta sẽ đọc và kiểm tra suy đoán của mình nhé. So, look at this picture. Can you guess? Yes, of course. These are natural wonders of Vietnam, right? So, here you see Ha Long Bay and here Mũi Né. Let's read and check your ideas. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc và kiểm tra suy đoán của mình nhé. Question number 1. What is the reading about? Bài đọc này nói về gì? Number 2. What do you know about these places? Và bạn biết gì về những cái nơi này? Okay. So, let's read together. Ha Long Bay is in Quang Ninh. It has many islands and caves. Tuan Chau with its beautiful beaches is a popular tourist attraction in Ha Long Bay. There, you can enjoy great seafood, and you can join in exciting activities. Ha Long Bay is Vietnam's best natural wonder. Okay, Ha Long Bay is in Quảng Ninh. Ha Long Bay thì ở đâu? Ở Quảng Ninh. It has many islands and caves. Nó thì có nhiều đảo và nhiều hang động. Tuần Châu with its beautiful beach. Is a popular tourist attraction in Ha Long Bay. Tuần Châu thì với những cái bờ biển đẹp và là một địa điểm thu hút khách du lịch ở Ha Long Bay. There you can enjoy great seafood. Ở đó bạn có thể thưởng thức hải sản ngon and you can enjoy in exciting activities. Và bạn có thể tham gia những cái hoạt động thú vị. Ha Long Bay is Vietnam's best natural wonder. Ha Long Bay là một cái kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất ở Việt Nam. Alright, tốt nhất ở Việt Nam. Okay, so how about Mũi Né? Mũi Né is popular for its amazing landscapes. The sand has different colors, white, yellow, red. It's like a desert here. You can ride a bike down the slopes. You can also fly kites or have a picnic by the beach. The best time to visit the Mũi Né sand dunes is early morning or late afternoon. Remember to wear sun cream and bring water. Okay, Mũi Né is a popular for its amazing landscapes. Mũi Né thì rất phổ biến vì phong cảnh tuyệt vời. The sand has different colors. Cát thì có nhiều màu sắc khác nhau, white, yellow, red. Có màu gì? Màu trắng, màu vàng, màu đỏ. It's like a desert here. Nó giống như một sa mạc ở đây. You can ride a bike down the slopes. Bạn có thể cưỡi xe đạp xuống dốc. You can also fly kites. Bạn có thể chơi thả diều. Or have a picnic by the beach. Có thể đi hoặc là đi ra ngoài bên bờ biển. The best time to visit the Mũi Né sand dunes is early morning or late afternoon. Ok, thời gian đẹp nhất để tham quan cùng các Mũi Né là vào sáng sớm hoặc là chiều muộn. Remember to wear sunscreen or bring water. Và hãy nhớ xoa kem chống nắng và mang theo nước nhé. Ok. So, number one, what is the reading about? Như vậy, bài đọc nói về gì? The reading is about Ha Long Bay and Mũi Né, the natural wonders of Vietnam. Bài đọc nói về Ha Long Bay và Mũi Né, những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam. Alright?
Number two, what do you know about the places? Bạn biết gì về những nơi này? Halong Bay is in Quảng Ninh. It has many islands and caves. Tuần Châu with its beautiful beaches. All right. Is a popular tourist attraction. Như vậy là Hạ Long Bay thì ở Quảng Ninh. Nó thì có nhiều đảo, nhiều hang động. Tuần Châu thì có bờ biển đẹp và là địa điểm thu hút khách du lịch. All right. How about Mũi Né? Mũi Né is popular for its amazing landscapes. The sands had different colors, white, yellow, red. It's like a desert, alright? Mũi Né thì phổ biến, thì nổi tiếng với cái phong cảnh tuyệt vời. Cát thì có nhiều màu sắc khác nhau, trắng, vàng, đỏ. Nó trông giống như một sa mạc, alright? In this lesson, we had need some vocabulary here. Make prediction là đưa ra dự đoán. Dựa trên suy nghĩ của mình nhé. Là suy đoán. Now here we have Halong Bay, Quảng Ninh. Here we have islands. Là gì? Hòn đảo. Caves. Là hang động. Alright. So the next one, attraction là sự thu hút nhé. Sự thu hút. Join in. Join in là tham gia. Nó đồng nghĩa với gì? Take part in. Okay. Join in. Take part in. Là tham gia vì những hoạt động thú vị, exciting activity, những hoạt động thú vị. Alright, Mũi Né, here we have landscapes, phong cảnh nhé, amazing, tuyệt vời, phong cảnh tuyệt vời. Alright, desert, là sa mạc, okay, desert, here we have ride by down the slopes, ride by down the slopes, là gì? Đạp xe xuống dốc nhé. Ok. You can also fly sky. Ở đây ta có gì? Fly kites. Fly kites. Là thả diều. Ok. And here we have a picnic. Là đi dã ngoại. By the sea. Bên cạnh biển. Ok. The best time to visit Mũi Né sand dune. Here we have cồn cát nhé. Cồn cát. Là thời gian tốt nhất. Thời gian đẹp nhất để thăm cồn cát Mũi Né là lúc nào? Early morning, vào sáng sớm. Early morning. Early afternoon, hoặc là chiều muộn nhé. Remember là động từ nhớ, nhớ nhé. Remember to wear sunscreen and bring water. Ok, ta có gì wear sunscreen? Ta có gì wear sunscreen or put on sunscreen là xoa kem chống nắng. Ok. Remember to wear or remember to put on sunscreen. Okay, hãy nhớ xoa kem chống nắng and bring water và mang theo nước. Okay. The next one. Number two, complete the sentences. Okay, number two, complete the sentences using the words from the box. Chúng ta sẽ hoàn tất những câu sau sử dụng những từ trong phần khung nhé. Here we have desert, sa mạc, wonder. Kỳ quan, okay. Visit là gì? Động từ tham quan. Island, những hòn đảo. Remember, động từ nhớ. Number one, Hạ Long Bay is famous for its beautiful. Hạ Long Bay thì nổi tiếng vì gì? Islands, okay. Hạ Long Bay thì nổi tiếng vì những hòn đảo đẹp. Alright. Number two, Hạ Long Bay is the number one natural in Việt Nam. Hạ Long Bay là số 1 cái gì? Thiên nhiên ở Việt Nam. Wonder. Alright. Hạ Long Bay is the number one natural wonders in Việt Nam. Hạ Long Bay là số 1 kỳ quan thiên nhiên ở Việt Nam. Alright. Number 3. Is a large area of land with very little water. Cái gì là một cái vùng đất rộng lớn mà lại có rất ít nước? Desert. Okay. Desert. A desert is a large area of land with very little water. Sa mạc là vùng đất rộng lớn, okay, mà có rất là ít nước. Number four. Number four, to bring.
an umbrella as it often rains there. Remember, okay? Remember to bring an umbrella as it often rains there. Nhớ mang theo dù vì ở đó trời thường mưa. Alright, number five, a lot of people listen island in the summer. Visit. A lot of people visit Listen Island in the summer. Rất là nhiều người tham quan đảo Lý Sơn vào mùa hè. Alright. So here we have E famous for. Here we have E famous for là nổi tiếng về cái gì đó. Okay, Hạ Long Bay is famous for its beautiful island. Nó nổi tiếng về những cái hòn đảo đẹp. Okay. Any new word here? No. Okay. Okay. Now the next one. Number three. Read the text again. Answer the following questions. Chúng ta sẽ đọc lại cái bài đọc về Hạ Long Bay và Mũi Né lại một lần nữa và chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau nhé. Number one. Where is Hạ Long Bay? Hạ Long Bay ở đâu? It is in Quảng Ninh, right? Here, Hạ Long Bay is in Quảng Ninh. Okay. Number two, what can you do at Hạ Long Bay? Bạn có thể làm gì ở Hạ Long Bay? You can enjoy great seafood or you can join exciting activity. Alright. You can enjoy great seafood and join exciting activity. Okay. So here we have there. Ở đó, you can enjoy great seafood and you can join in exciting activity. Alright. Number three, is there a desert in Mũi Né? Có cái sa mạc ở Mũi Né phải không? Yes or no? No, there isn't. No, there isn't. Here we have. It is like a desert here. Nó chỉ là nó giống sa mạc thôi. The sand had different color. White, yellow, red is like a desert here. Ở Mũi Né thì cát thì có nhiều màu sắc khác nhau, có màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Nó trông giống như một sa mạc ở đây. Ok, như vậy là nó giống với nó không phải là sa mạc nhé. Number four, where can you have a picnic in Mũi Né? Ở Mũi Né bạn đi dã ngoại ở đâu? By the beach. By the beach. Okay, here we have. I have a picnic by the beach. Okay, đi dã ngoại bên cạnh bờ biển. Alright. Number five. What is the best time to visit the Mũi Né sand dunes? Thời gian đẹp nhất mà để tham quan cồn cát Mũi Né là khi nào? Early morning, early the afternoon. Okay, early morning or late afternoon. Here we have. The best time to visit the Mũi Né sand dunes is early morning or late afternoon. Okay, thời gian tốt nhất để tham quan cồn cát Mũi Né là vào sáng sớm hoặc là chiều tối. Alright. Here we have any new words? No. Okay. Now the next one. Now the next one, the second one is speaking. Okay, phần tiếp theo của chúng ta sẽ là phần speaking, phần nói nhé. Number four, working pairs make notes about one of the places in the reading. You can ask your own ideas. Trong bài 4, chúng ta sẽ làm việc theo cặp và ghi chú về những cái địa điểm trong bài đọc. Bạn có thể thêm cái ý kiến riêng của mình nhé. Hạ Long Bay, Mũi Né. Hạ Long Bay thì mình sẽ có gì? Interesting islands, những hòn đảo thú vị. Interesting caves, những hang động thú vị. Beautiful beach, những bờ biển đẹp. Great seafood, hải sản thì ngon. Alright, exciting activity, những hoạt động thú vị. Alright, how about Mũi Né? A beautiful place, một cái nơi đẹp. Alright. Amazing landscapes, phong cảnh thì tuyệt vời. And interesting activity, những cái hoạt động thú vị.
and different colorful sands like deserts. Okay, và có những cái bãi cát nhiều màu sắc khác nhau trông giống như một sa mạc. Alright. Now, then tell your partner about the place. Sau đó thì kể cho bạn của mình nghe về cái nơi đó. Alright. For example. Ví dụ nhé. Ha Long Bay has a lot of interesting islands. It also has many caves and beautiful beaches. It's the best natural wonder in Vietnam. It is not only one of the most visited Vietnamese destinations, but is also a UNESCO World Heritage Site. When you get there, you can enjoy delicious seafood, and you also take part in many exciting activities including kayaking, fishing, diving, taking a boat ride or a cruise. Hooray! Ha Long Bay has a lot of interesting islands. Ha Long Bay thì có gì? Nhiều cái hòn đảo thú vị. It also has many caves and beautiful beaches. Nó có nhiều hang động và bờ biển đẹp. Và bãi biển đẹp. Alright. Nó có nhiều hang động và bãi biển đẹp. It's a bad natural wonders in Vietnam. Nó là kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất ở Việt Nam. Tốt nhất ở Việt Nam. Is it not only one of the most visited Vietnamese destinations, but is also a UNESCO World Heritage Site. Nó không chỉ là một trong những điểm đến được Việt Nam. Nó không chỉ là những điểm đến Việt Nam được du khách ghé thăm nhiều nhất, mà còn là được UNESCO công nhận là di sản thế giới. When you get there, you can enjoy delicious seafood. Khi bạn đến đó, bạn có thể thưởng thức những hải sản ngon, alright? And you also take part in many exciting activities, including kayaking, fishing, diving, taking a boat ride or a cruise. Và bạn cũng có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị, bao gồm chèo thuyền, kayak, câu cá, lặn biển, chèo thuyền hoặc là du ngoạn, alright? Okay, now very good guy. The next one. So the last one. Some foreign visitors are visiting your city, town, area. You are their tour guide. Tell them some interesting things about the place as well as what they must or mustn't do there. Trong bài này thì sẽ có một vài khách du lịch người nước ngoài đang tham quan thành phố của bạn, tỉnh của bạn, khu vực của bạn. Bạn sẽ là hướng dẫn viên của họ, ok? Bạn sẽ kể cho họ nghe một số địa điểm thú vị ở đây cũng như là cho họ biết những việc phải làm và không nên làm ở đó, alright? Ok, ví dụ như bây giờ mình đang ở Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Điểm thứ nhất là bạn gì? You must follow all the rules. Bạn phải tuân theo các quy định ở đây. You mustn't take photo when you are in the city museum. Bạn không được phép chụp hình khi mà bạn ở Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. You must dress properly. Hold hands in hand. Move and interest. Bạn phải ăn mặc chỉnh tề. Ok, bạn phải ăn mặc chỉnh tề, bạn nón thì cầm trong tay và di chuyển theo hướng dẫn. Ok, you mustn't litter. Ok, bạn không được phép xả rác. You mustn't eat or drink or smoke during the excursion. Bạn không được phép ăn, uống hay là hút thuốc trong suốt cái chuyến tham quan. You mustn't touch the exhibits and equipment. Và bạn cũng không được chạm vào những cái vật trưng bày hay các thiết bị ở đó. Alright. Okay, thank you so much for your listening and see you next video. Bye.